Nhà đất Chư Sê xin kính chào quý anh chị. Hôm nay nhà đất Chư Sê tiếp tục giao dịch với anh chị một lô đất nằm trong khu quy hoạch. Mặt trước và sau của lô đất đã được mở đường bê tông thông thoáng, cách chợ phía Nam 700m, cách đường quốc lộ 14 300m. Diện tích lô đất là chiều ngang 30m nhân 35m dài. Giá bán mà gia chủ mong muốn là 28 triệu trên 1m, chưa bao gồm lên đất nhà ở. Lên đất nhà ở 300 ngàn trên 1m2. Lô đất thích hợp cho quý anh chị nào mua để đầu tư hoặc để xây nhà ở. Mật độ xây dựng hiện tại xung quanh lô đất đang là 30-40%. Nhà đất Chư Sê nhận giao dịch chuyển đổi về mặt pháp lý và lên đất thổ cư cho quý anh chị. Vậy quý anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ về trang fanpage Nhà đất Chư Sê để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem và ủng hộ kênh Nhà đất Chư Sê. Xin chào và hẹn gặp lại.